Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN Youtuber. Các bạn thân mến, dự án chế tạo tên lửa của Việt Nam gần đây lại gây chú ý khi hình ảnh một quả tên lửa chống hạm mang tên VCM-01 xuất hiện trên truyền hình quốc phòng hôm 24 tháng 5. Tin tức này đã nhanh chóng được giới quan sát quân sự Trung Quốc theo dõi và bình luận. Trên tờ Sina hôm 26 tháng 5 có bài báo với tựa đề Tên lửa chống hạm phiên bản Việt Nam ra mắt Quân ta có thể dễ dàng đánh chặn. Bài báo của tờ Sina nói như sau. Ngày 24 tháng 5, kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam khi đưa tin về nhà máy Z-189 đã lần đầu tiên công khai đầy đủ tên lửa chống hạm mới nhất do nhà máy này chế tạo mang tên VCM-01. Từ ngoại hình của tên lửa thì rõ ràng nó giống với loại tên lửa Kh-35 Thiên Vương Tinh nhập khẩu từ Nga và trang bị cho các tàu hộ vệ Zerbat hoặc tàu tên lửa tia chớp của Hải quân Việt Nam. Trước đây Việt Nam cũng đã có một phiên bản mô phỏng KH35 mang tên KCT15, cho nên tổng hợp lại các tin tức có thể cho rằng quả tên lửa chống hạm VCM01 này chính là sự kế thừa phát triển của KCT15. Từ năm 2019 đến nay, qua các triển lãm quốc phòng công khai của Việt Nam và một số tin tức về tình hình hợp tác đối ngoại của quân đội Việt Nam thì thấy rằng quả tên lửa VCM01 này sẽ có sự khác biệt tương đối lớn với quả KH35 ở một số hệ thống thiết bị đi kèm. Trong đó, bộ phận đầu dò và dẫn đường của nó đã xác định là do Tập đoàn Viễn thông Quân đội nổi tiếng của Việt Nam là Viettel phụ trách nghiên cứu phát triển. Còn động cơ thì cơ bản có thể xác định sẽ dùng sản phẩm của Hàn Quốc. Hiện nay, tên lửa chống hạm Kh-35 của Nga có hai phiên bản. Một là phiên bản Kh-35 đời đầu, còn bản kia là Kh-35U. Hai phiên bản này có sự khác biệt khá lớn về thiết kế khí động, động lực và dẫn đường. Bản KH35 sử dụng động cơ phản lực loại R95TP300 với lực đẩy từ 360 đến 400 kgf. Còn KH35U sử dụng động cơ phản lực TRDD50 mạnh hơn, có lực đẩy không những lên tới 450 kgf mà còn tiết kiệm nhiên liệu hơn, cho nên KH35U có tầm bắn tối đa lên tới 260 km so với 130 km của KH-35. Do hai phiên bản tên lửa này sử dụng động cơ khác nhau, cho nên thiết kế ngoại hình khí động học của nó cũng khác nhau. Điểm khác biệt rõ ràng nhất chính là đường dẫn khí vào. Đường dẫn khí của KH-35 nằm ở phần bụng tên lửa kéo dài đến phía trước cánh chính, còn đường dẫn khí của tên lửa KH-35U thì lại ngắn hơn nhiều. Hơn nữa, ngoại hình cũng được thiết kế tuyến tính hơn để giảm thiểu lực cản nhờ đó nâng cao tầm bắn. Một điểm khác biệt nữa giữa hai phiên bản này là radar ở đầu dò. Bản KH-35 đời đầu sử dụng radar ARGS-35E băng tần X nên có cự ly quét sóng tối đa 20 km trên biển. Còn KH-35U sử dụng radar đầu dò mới hơn, không những khiến cự ly sục sạo ở giai đoạn cuối tấn công mục tiêu tăng lên đến 50 km, mà còn được tăng cường thêm khả năng sục sạo và khóa mục tiêu tấn công mặt đất. Ngoài ra, KH-35U còn được tăng cường thêm các phương thức dẫn đường trong giai đoạn bay hành trình. Tên lửa KH-35 đời đầu trong giai đoạn bay hành trình chỉ dựa vào dẫn đường quán tính. Do tầm bắn của nó không quá xa, cho nên những sai số lũy kế của con quay vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng tầm bắn của KH-35U tăng lên gấp đôi, cho nên nếu vẫn dùng con quay thì sai số lũy kế trong giai đoạn bay càng về sau càng lớn. Do vậy, trong giai đoạn bay hành trình ở giữa, KH-35U đã được điều chỉnh bởi phương thức dẫn đường vệ tinh, chủ yếu là dùng tín hiệu vệ tinh Clona, còn phiên bản xuất khẩu là KH-35UE thì tích hợp thêm tín hiệu GPS. Từ ngoại hình khí động của tên lửa VCM-01, đặc biệt là thiết kế đường dẫn khí của nó thì rõ ràng là vẫn đi theo thiết kế của KH-35 đời đầu, tức là sự phát triển về tính năng của nó so với phiên bản KH-35 cơ sở sẽ không quá nhiều. Mà tính năng này hiển nhiên, cũng không thể giúp Việt Nam hài lòng. Bởi thế trong phát triển các bước tiếp theo, cần phiên bản cải tiến VCM-01 như vậy. Do Việt Nam không nắm được kỹ thuật đầu dò dẫn đường và động cơ của Kh-35U, cho nên mới cần mở một con đường mới, sử dụng nhà máy trong nước và trợ giúp từ bên ngoài để giải quyết vấn đề. Đơn vị phụ trách nghiên cứu phát triển đầu dò dẫn đường cho tên lửa là Tập đoàn Viettel, là một đơn vị có năng lực nghiên cứu phát triển trang thiết bị điện tử tương đối mạnh, đồng thời cũng rất có thành tích về lĩnh vực công nghiệp quân sự. Trong mấy năm qua, đơn vị này lần lượt hoàn thành việc nhận chuyển giao công nghệ để sản xuất radar Vostok-E từ Belarus, cải tiến hiện đại hóa các radar P-18M và P-19 từ thời Liên Xô và nghiên cứu phát triển rất nhiều trang thiết bị thông tin vô tuyến điện cho các quân binh chủng của quân đội Việt Nam. Đơn vị này còn tham gia vào việc thiết kế các trạm 5G nội địa của Việt Nam. Cho nên công ty Viễn thông Việt Theo này có năng lực để nghiên cứu phát triển radar dẫn đường cho tên lửa. Tuy vậy, vì công ty này trước đó chưa có thành quả hay kinh nghiệm nào nên về mặt nghiên cứu phát triển radar dẫn đường cho VCM01 có thể vẫn sẽ lấy radar RGS35E của tên lửa KH35 làm cơ sở để tiến hành nội địa hóa. Về việc cải tiến động lực rất có thể sẽ có liên quan đến động cơ phản lực SSE 750K của Hàn Quốc. Loại động cơ này người Hàn Quốc nghiên cứu phát triển để lắp cho loại tên lửa chống hạm hải tinh SSM 700K và tên lửa hành trình tấn công mặt đất hải tinh SSM 750K. Trước đó, tên lửa chống hạm hải tinh của Hàn Quốc dùng động cơ SS 760K, còn SSE 750K là phiên bản hoàn toàn nội địa dựa trên động cơ SS 760K khác biệt cơ bản của nó là sử dụng các linh kiện do Hàn Quốc sản xuất để thay thế hoàn toàn cho các linh kiện nhập khẩu. Theo tin tức công khai của Hàn Quốc hồi tháng 2 năm nay và báo chí trong nước Việt Nam đưa tin thì hai nước Hàn Việt đã đàm phán về việc xuất khẩu động cơ SSE 750K mà loại động cơ này thì ở các dự án Việt Nam hiện nay chỉ có VCM01 là phù hợp. Tuy động cơ SSE 750k tính năng cụ thể ra sao chưa được công khai, nhưng chúng ta vẫn có thể dựa vào các thông số của tên lửa chống hạm Hải Tinh mà đưa ra được tính năng của nó. Trọng lượng tên lửa Hải Tinh nặng 718 kg, chiều dài 5,46 m, đường kính 0,34 m. Còn trọng lượng và chiều dài của VCM01 chắc là thay đổi không nhiều so với KH35. Cụ thể, tên lửa KH35 có trọng lượng 610 kg, dài 4,4 m, đường kính 0,42 m. Do trọng lượng và kích thước của tên lửa Hải Tinh với VCM01 có khác biệt không quá nhiều, mà tên lửa Hải Tinh sử dụng động cơ SSE750 có tầm bắn tối đa 150 km, cho nên tên lửa VCM01 nếu như có trọng lượng nhẹ hơn và kích thước không khác biệt nhiều so với Hải Tinh thì tầm bắn sẽ càng xa hơn, có thể đạt đến 200 km cũng là điều không phải không có khả năng. Tổng hợp các tin tức trên đây, từ cải tiến hiện nay của VCM01 và phương hướng phát triển, các yêu cầu của quân đội Việt Nam với nó chắc chắn sẽ chủ yếu rơi vào hai phương diện. Một là nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tức là biểu hiện ở việc đầu dò dẫn đường do trong nước sản xuất. Và hai là nâng cao tầm bắn, tức là sử dụng động cơ mới. Câu hỏi đặt ra là nếu loại tên lửa này nghiên cứu phát triển thành công thì đối với quân đội Trung Quốc có mối uy hiếp nào to lớn hay không? Tác giả cho rằng không có. Nguyên nhân chủ yếu là vì tính năng của nó trên thực tế vẫn là ở tầm trung và tầm ngắn. Đây vẫn là một tên lửa chống hạm phổ thông tốc độ cận âm. Loại tên lửa này muốn vượt qua hệ thống phòng không vẫn dựa vào chiến thuật bay siêu thấp để né tránh radar. Độ cao của nó trong giai đoạn bay hành trình là 15m so với mặt biển. Ở giai đoạn cuối khi xung kích mục tiêu thì độ cao hạ xuống chỉ 4m so với mặt biển. Đối với các tên lửa bay với độ cao thấp như vậy, các radar trên hạm rất khó phát hiện sớm từ ngoài tầm nhìn nhưng nếu có máy bay cảnh báo sớm hoạt động trên không thì tỷ lệ phát hiện sớm là rất cao. Loại tên lửa này lại bay với tốc độ chậm, cho nên nếu đã bị lộ sớm thì tên lửa phòng không và pháo phòng không tầm gần sẽ đánh chặn cực kỳ dễ dàng. Đối với các hạm đội hải quân có hệ thống giám sát cảnh báo phòng không hoàn thiện và thường xuyên luyện tập sử dụng tên lửa và thiết bị gây nhiễu điện tử để đánh chặn tên lửa chống hạm cận âm EZ-83 như Trung Quốc, muốn đánh chặn một tên lửa như KH-35 là một việc rất dễ dàng. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là các thông tin trong bài báo của tờ Sina. Nếu quý vị đã theo dõi những bài báo khác của báo chí Trung Quốc và tôi đã từng dịch lại, thì có thể thấy rằng phong cách của bài viết này cũng đi theo một lối mòn. Đó là nêu ra tin tức về sự kiện quốc phòng ở Việt Nam, rồi sau đó phải có lập luận để khẳng định rằng những vũ khí mới hoặc là tiến bộ kỹ thuật của quân đội Việt Nam không có gì đáng ngại vì Trung Quốc còn có nhiều hơn hoặc là đã có vũ khí khác để khắc chế. Do đây đã là một lối mòn cho nên chúng ta cũng không cần thiết phải bàn cãi vì đánh trận trên giấy, luận thắng bại dựa trên các thông số lý thuyết không quyết định được thắng bại thực tế trên chiến trường. Điều mà chúng ta nên vui mừng là tin tức này khẳng định rằng Việt Nam đang vững bước trên hành trình học hỏi để làm chủ công nghệ chế tạo tên lửa và đã có những bước tiến đáng kể. Nếu như hai năm trước, chúng ta nghe về dự án KCT-15 với thông tin chủ đạo là Việt Nam nhận chuyển giao thiết kế và công nghệ của Nga cùng với sự hướng dẫn hỗ trợ của chuyên gia Nga để nghiên cứu chế tạo tên lửa, thì lần này đã thấy bóng dáng công nghiệp quốc phòng trong nước khi nói rằng tập đoàn Việt theo được giao phụ trách việc nghiên cứu phát triển đầu dò dẫn đường cho tên lửa. Điều đó chứng tỏ một bước tiến đáng kể của công nghiệp quốc phòng nói chung của nước ta. Một điều cũng đáng lưu ý là trong một quả tên lửa thì hai bộ phận quan trọng nhất là hệ thống điều khiển dẫn đường và động cơ. Hai bộ phận này sẽ quyết định cơ bản các thông số kỹ chiến thuật cho tên lửa. Như vậy, dù vẫn đặt cơ sở trên thiết kế của Kh-35, nhưng sử dụng động cơ khác và hệ thống đầu dò dẫn đường khác sẽ làm cho tính năng kỹ chiến thuật của tên lửa khác hẳn với nguyên bản ban đầu. Do đó, nếu như Việt Nam đàm phán mua động cơ tên lửa của Hàn Quốc để lắp vào tên lửa mình đang tự nghiên cứu chế tạo, thì ngoài vấn đề đa dạng hóa nguồn cung, còn cho thấy rằng Việt Nam không muốn bị Trung Quốc bắt bài vũ khí của mình ngay từ trong chính nước. Bởi vì không riêng tên lửa KH-35 mà rất nhiều loại vũ khí của Nga, Trung Quốc cũng đã có trong tay và không lạ lẫm gì. Chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.